Sự thật thì tôi đã úp mở nói về chuyện này từ mấy đợt trước rồi. Tức là tôi nói đừng có hí hửng, là bởi vì sự thực ra là tôi đã biết cái tin của Intel từ nó có từ tháng 7 cơ. Có từ tháng 7. Tức là họ không có mở rộng sản xuất ở Việt Nam, mà Việt Nam đâu có sản xuất cái gì. Chúng ta phải hiểu hiện nay đó là Việt Nam làm cái công việc gì. Có điều là người ta hay tự sướng quá, người ta cho rằng người ta sản xuất chip, là có con chip của Việt Nam đi khắp thế giới qua công ty Intel, nhưng mà không phải vậy. Bây giờ qua cái bản tin này thì chúng ta phải phải chỉnh đốn lại những cái tư tưởng của những cái con người mà tự sướng ở Việt Nam, ta nói vừa phải thôi. Chúng ta phải tự lượng sức mình chứ. Chúng ta đừng có hí hửng. Mình là cái Intel nó mở cái company ở tại Sài Gòn là để làm gì? Để assembly, là để package và testing, là làm ba cái khâu đó, tức là cái khâu ráp lại, đóng gói và thử nghiệm. Thì nào có sản xuất chip nào? Intel không hề sản xuất chip ở Việt Nam, mà chỉ là một cái công đoạn cuối cùng. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng ra, rồi vẽ ra một cái bức tranh rất là, gọi là nói theo cái cách của Việt Nam là hoành tráng về cái tương lai của vấn đề mà sản xuất chip bán dẫn ở Việt Nam, mà không hề hiểu cái tình hình thế giới hiện nay nó làm sao. Hãng Micron của Mỹ cái kìa, bây giờ còn đang siêu deal, là vì Trung Quốc nó không có mua chip của Micron đó. Là siêu deal, bởi vì người ta nói cái chuyện tranh thương là nếu anh mất đi một cái người khách hàng thôi là anh siêu deal rồi. Mà khách hàng lớn như Trung Quốc họ dùng rất nhiều chip, thế bây giờ họ tự làm lấy không? Vì cái thị trường của Micron mất đi. Và rồi liệu cái Intel này, bây giờ Intel bất chấp cái sự cấm vận của Hoa Kỳ, của chính phủ, vẫn cố gắng làm ăn với Trung Quốc, thì Intel có dám mở rộng không? Mà họ mở rộng cái gì? Họ chỉ duy trì cái mức sản xuất cũ và mở thêm cái nhà máy giống như ở Việt Nam vậy, cũng là assembly, package và testing ở Malaysia. Thì ở đây nó có một cái điều chúng ta rất rõ thôi. Nhà máy nó mở ở Malaysia bởi vì Malaysia đáp ứng được cái yêu cầu về nguồn điện, đáp ứng được cái yêu cầu rằng cái hệ thống mà hành chánh nó không có quan liêu quá. Có thể đó là hai nguyên nhân, nhưng mà nó còn cái nhiều cái nguyên nhân phức tạp nữa. Mà cái nguyên nhân lớn nhất đó, mà Việt Nam còn lâu mới có được cái nhà máy chip bán dẫn, là vì cái khả năng của người Việt Nam, các công nhân Việt Nam và kỹ sư của Việt Nam đã có bao nhiêu, có thể đáp ứng được cái yêu cầu không, hay là người ta mở nhà máy rồi người ta lại phải đưa người của ta qua làm sản xuất chip bán dẫn thật, thì người ta lại phải đưa người qua làm. Cái chuyện đó nó xuất phát từ cái chỗ rằng mình không biết lượng sức mình cứ tưởng tượng ra rằng mình đã trở thành một cái người chơi cờ. Sự thật đấy, đấy rõ ràng như ban ngày đấy, bây giờ mình là cái con cờ mà bị người ta hất ra ngoài bàn cờ rồi, có phải vậy không? Anh không còn nằm ở trong cái chuỗi mà người ta cần nữa, người ta mở rộng thêm, người ta mở rộng ở một cái quốc gia khác. Và cái điều đó chứng tỏ cái việc rằng đâu phải lên đối tác chiến lược toàn diện là cái gì anh cũng được lợi đâu, đâu phải là như vậy. Lên đối tác chiến lược toàn diện
đối với Joe Biden là người ta muốn có một cái mà người ta sẽ cung cấp cho anh nhiều và người ta sẽ tài trợ cho anh nhiều, cho anh vay nhiều, đó là anh chấp nhận chiến tranh với Trung Quốc đấy. Thì Joe Biden và Quốc hội Mỹ đấy, họ sẽ coi như vậy là phóng tay họ viện trợ đấy. Nhưng mà viện trợ đó thì nó cũng không có phải là cho không đâu. Cái cần của Hoa Kỳ chiến lược toàn diện đó là chiến lược để gây chiến ở vùng Đông Nam Á và vùng Biển Đông, Đông Bắc Á, South China Sea để bán vũ khí, chứ không phải là cái vấn đề mà họ viện trợ cho anh các cái nhà máy để phát triển kinh tế đâu. Nhầm rồi. Họ đang muốn biến Việt Nam thành tên lính đánh thuê cho họ đấy. Tôi đã nói nhiều lần mà tôi nói cái hàm ý của tôi, cái nội hàm của những bài nói của tôi nó rất là rõ. Mà tôi chỉ mong cho Việt Nam mình không có chiến tranh. Dân tộc Việt Nam tiếp tục hòa bình 50 hoặc 100 năm nữa. Bởi vì máu chúng ta đã đổ ra quá nhiều rồi. Và những cái phát triển hôm nay của chúng ta quá sức chậm rồi. Thí dụ tôi nói về cái vấn đề con đường cao tốc thiết lộ cao tốc Bắc Nam, thì bây giờ mình phải nhìn lại để mình chả có cái gì để mà mình hãnh diện và tự hào cả, rằng bây giờ là mình mới bắt đầu bắt tay với Nhật và Pháp để rồi đến năm 2030 sẽ bắt đầu xây dựng và đến năm hai cho là đến 2050 là sẽ đưa vào hoạt động. Xin thưa với quý vị, cái quốc gia nó kém Việt Nam nhiều lắm, nó chỉ có 8 triệu dân thôi. Và GDP của nó có 18 tỷ Mỹ kim một năm thôi. Là cái nước Lào đấy. Nó đã có cái con đường cao tốc từ Viêng Chăn đến Khôn Minh Vân Nam rồi. Từ Luang Prabang. Từ tháng 12 năm 21 2021 là nó đã khai trương rồi. Và cái chỉ số kinh tế và du lịch của Lào nó tăng lên rõ ràng. Và người Lào người ta tuy là nhược tiểu hơn Việt Nam nhưng mà người ta hãnh diện, là người ta phây phây, người ta đi chơi đi du lịch ở trên những cái con tàu mà Việt Nam đến năm 2050 chưa chắc đã có. Thế thì ta hãnh diện là cái điều nào? Ta hơn người ta là cái điều nào? Chưa thấy người ta vỡ nợ, không thấy người ta kêu bị vấy nợ, người ta chịu nợ đấy, làm ra có 18 tỷ mà chịu nợ, coi như vậy là 6 tỷ con đường sắt đó, để cho dân người ta được hưởng từ bây giờ cho đến năm 2050 Việt Nam mới bắt đầu có. Thế thì 20, 27 năm nữa Việt Nam mới có, trong khi người Lào người ta hưởng 27 năm rồi. Và có lẽ người ta sẽ chuẩn bị một cái phương tiện mới cho thế kỷ thứ 22. Thì Việt Nam mình lọt tọt coi như vậy, bắt đầu sử dụng mấy cái tuyến đường cao tốc mà còn nằm trong tưởng tượng. Quý vị hãnh diện không? Anh ra nhiều lúc nói thật là nó cay đắng lắm. Nó cay lắm. Đấy, chắc là có quý vị bắt đầu chửi tôi đấy. Nhưng mà sự thật là nó như vậy đấy. Chúng ta là có mấy trăm tỷ Mỹ kim một năm GDP. Nhưng mà tham nhũng thì không ai bằng. Một cái đường con đường coi như vậy là huyết mạch để cho dân được hưởng cái nếp sống cao, cái phương tiện đi lại an toàn và tiện lợi thì phải chờ bây giờ đến năm 2050 chưa chắc đã có. Cha ơi là cha ơi, bây giờ tính tiền tính nè, Hoàng Lân năm nay bao nhiêu tuổi rồi, liệu có đợi đến ngày được đi cái xe lửa cao tốc của Việt Nam không? Vũ Hoàng Lân Cao tốc đường đường thiết lộ cao tốc đó, đường Bắc Nam hay là như thế nào ạ? đường Bắc Nam đấy, của Nhật và Pháp làm đấy,
tức là kế hoạch là bây giờ giao cho Nhật làm, nhưng mà đến năm 25 thì mới mới chuẩn bị xong ấy, và bắt đầu thực hiện là đến khoảng 2050 thì mới mới đưa vào hoạt động. 2050 thì Vũ Hoàng Lân còn còn sống tới đó để đi tàu điện lên đó tôi thì không được rồi đó, 20 mấy năm nữa thì tôi không đi được rồi, trong khi đấy người Lào người ta đi từ năm 21. Thành ra mình nói chuyện đó nhiều lúc mình mà thẳng băng ra mình nói thì người ta tức lắm, mấy anh nghe đây thì mấy anh tức lắm, mấy anh sẽ bảo rằng anh thì là ban lãnh đạo họ sáng suốt lắm, họ không cần đến các anh. Sáng suốt hay không cái chuyện đó xem lại,